Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Hồi thứ 35. Hồi thứ 35. Đất Nam Chương, Huyền Đức gặp Cao Hiền, huyện Tân Giả, Đàng Phúc theo chân chúa. Nhắc lại, Thái Mạo vừa toan trở về thì Triệu Vân dẫn quân từ trong thành ra tới. Nguyên trước đó Vân đang dự tiệc với các võ tướng kinh tương, bỗng nghe tiếng ngựa di động, vội chạy vào trung đường xem thì không thấy Huyền Đức đâu. Vân hoảng sợ chạy ra quán xá tìm, nghe có người nói rằng Thái Mạo đã kéo quân ra cửa Tây, thế là Vân hối hả cầm giáo lên ngựa, dẫn 300 quân tùy tùng chạy theo ra đấy. Bây giờ vừa gặp Thái Mạo, Vân sấn sổ hỏi, chúa công ta đâu? Thái Mạo đáp, sứ quân tự dưng bỏ việc mà đi, không hiểu đi đâu. Triệu Vân vốn người thận trọng tinh tế, nên nén cơn giận chưa gây chuyện vội, còn quay ngựa đi tìm, nhưng chỉ thấy một ngòi lớn chắn ngang, tuyệt không còn đường đi, bèn quay ngựa quát hỏi Thái Mạo. Ngươi mời chúng ta phó yến, cớ sao còn đem quân mã ra đây? Mạo nói, hết thảy quan liêu chính quận 41 huyện đều ở đây, nhiệm vụ ta là thượng tướng, há không lo phòng vệ sao? Nhưng, ngươi bức bách chúa công ta đi đâu rồi? Nghe nói sứ quân một mình một ngựa chạy ra cửa Tây, nhưng tới đây lại không thấy đâu cả. Triệu Vân nghi hoặc bối rối, ra thẳng sát bờ ngồi xem kỹ lại, thì chỉ thấy bờ bên kia một vệt nước còn ướt đất đỏ. Vân thầm nhủ, có lẽ cả người lẫn ngựa vọt qua ngồi được. Rồi sai 300 quân đi tìm kiếm khắp bốn mặt, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích gì. Khi Vân quay ngựa lại, thì Thái Mạo đã trở vào thành. Vân bắt lấy những quân canh cửa tra hỏi, thì họ đều nói, chính mắt chúng tôi thấy lưu sứ quân phi ngựa qua cửa này mà đi. Vân muốn trở vào thành tìm nữa, lại sợ có mai phục, bèn gấp rút đem quân về Tân Giả. Nói về Huyền Đức, sau khi vọt ngựa qua ngòi thì bàng hoàng như say như ngay, lòng nghĩ, cái ngòi rộng như thế mà ngựa vọt một cái qua được, há chẳng phải trời độ mình ư. Rồi theo Nam Chương dục ngựa mà đi, đến lúc mặt trời xế non tay, đang đi bỗng thấy một đứa mục đồng ngồi trên lương trâu, miệng thổi sáo ngắn ung dung đi tới. Huyền Đức than rằng, đời mình thật không bằng nó. Bèn dừng ngựa lại xem, thằng bé thấy thế cũng dừng trâu, gác ống tiêu, nhìn ông khách lại rất kỹ, rồi hỏi, tướng quân có phải là ông Lương Huyền Đức từng phá giặc Khăn Vàng không? Huyền Đức ngạc nhiên hỏi lại, mày là đứa bé nhà quê, sao biết được tên ta? Đứa bé nói, tôi vốn có biết gì đâu, chỉ vì khi đứng hầu sư phụ những hôm nhà có khách, tôi thường nghe mọi người bàn luận rằng có ông Lương Huyền Đức mình cao 7 thước 5 tấc, buông tay dài quá gối, lét mắt nhìn thấy tai, chính là bậc anh hùng đời nay. Bây giờ nhìn thấy dáng tướng quân thế này, tôi đoán chắc ngài là Lưu Huyền Đức vậy. Huyền Đức hỏi, thầy em là ai? Thầy tôi họ Tư Mã, tên Huy, tự là Đức Tháo, vốn người Vĩnh Châu, đạo hiệu là Thủy Kính Tiên Sinh. Thầy em kết bạn với những ai? Thầy tôi chơi với ông Bàn Đức Công và ông Bàn Thống ở Tương Dương. Ông Bàn Đức Công anh em thế nào với ông Bàn Thống? Đó là hai chú cháu. Ông Bàn Đức Công tự là Sơn Dân, hơn thầy tôi 10 tuổi. Ông Bàn Thống từ Sĩ Nguyên thì kém thầy tôi 5 tuổi. Một hôm thầy tôi đang ngồi hái dâu trên cành cây, ông Bàn Thống đến thăm. Ngồi luôn dưới gốc cây, hai bên bàn luận suốt ngày không biết mỏi. Thầy tôi yêu ông Bàn Thống lắm, gọi ông ấy là em. Thầy em bây giờ ở đâu? Mục đồng trỏ tay nói, trang viện của người ở trong khu rừng trước mặt kia. Ta chính là Lưu Huyền Đức đây. Em hãy đưa ta về bái kiến sư phụ em đi. Đồng tử liền dẫn Huyền Đức đi, đi hơn 2 dặm thì đến trước trang viện xuống ngựa. Vừa bước vào cửa trong đã nghe tiếng đàn du dương thánh thót. Huyền Đức bảo thằng bé đừng thông báo vội, rồi đứng nghiêng tai nghe. Nhưng tiếng đàn bỗng im bặt, rồi có tiếng một người bước ra cười nói. Điệu đàn đang qua những tiếng thanh u, chợt trỗi điệu bỗng lên cao, hẳn có vị anh hùng lắng trộm. Đồng tử liền trỏ tay vào người ấy, bảo Huyền Đức, đây là Thủy Kính Tiên Sinh, sư phụ tôi. Huyền Đức thấy người hình tùng, vóc hạc, khí vũ phi phàm, vội bước tới thi lễ, bấy giờ vạt áo bào vẫn còn ướt. Thủy Kính nói, hôm nay, ngày thoát được nạn lớn, thật là may. Huyền Đức đang còn ngạc nhiên chưa hết, thì đồng tử lại trỏ tay thưa. Thưa thầy, đây là Lưu Huyền Đức ạ. Thủy Kính mời Huyền Đức vào thảo đường, phân ngồi chủ khách xong, Huyền Đức nhìn lên tủ thấy chồng chất đầy những sách. Ngoài sông ung tùm những tùng với trúc, một cây đàn cầm
đặt ngang trên sập đá, không khí trong ngoài mát rượi như cảnh tiên. Thùy Kính hỏi, Minh Công từ đâu tới đây? Huyền Đức đáp, ngẫu nhiên đi qua vùng này, nhân được tiểu đồng chỉ dẫn mới biết mà vào bái kiến Tôn Nhan, thật vô cùng hân hạnh. Thùy Kính cười nói, ngài bất tất phải giấu giếm làm gì, hôm nay hẳn ngài trốn nạn tới đây. Huyền Đức bèn đem chuyện phó hội Tương Dương thành thật kể lại. Thủy Kính nói, vừa xem khí sắc ngài tôi đã biết ngay. Rồi nhân thể hỏi luôn, tôi nghe đại danh Minh Công đã lâu, sao tới nay vẫn còn lận đận mãi? Vì số mệnh còn cùng quẩn nên long đong thế này. Không phải thế, có lẽ vì tướng quân chưa kiếm được nhân tài phù tá đấy thôi. Huyền Đức nói, bị này tuy bất tài, nhưng văn có Tôn Càn, Mi Trúc, Giản Ung, võ có Quan, Trương Triệu, ai nấy tận trung phò tá, cũng được nhờ sức nhiều lắm đấy chứ. Thủy Kính lắc đầu, Quan, Trương, Triệu Vân đều có sức địch mưu người thật, nhưng tiếc rằng không có tài giỏi để điều dụng những người ấy. Còn Tôn Càn, Mi Trúc chỉ là bọn thư sinh mặt trắng, không phải tài có tài thế kế kinh luân. Tôi vẫn thường nghiêng mình đi cầu những bậc hiền tài nơi sơn cốc mà hiềm chưa gặp được ai biết làm thế nào. Thủy Kính nói, ngài há không nhớ Đức Khổng Tử có nói, trong ấp 10 nhà, ắt đã có người trung tính, tại sao lại phàn nàn là chẳng có ai? Huyền Đức mới ngỏ lời, bị này quả ngu tối, vậy mong tiên sinh chỉ giáo cho. Thủy Kính nói, ngài có nghe bài Đồng Dao mà trẻ con Kinh Tương này thường hát không? Bài ấy như sau, khoảng năm 89 bắt đầu suy, đến năm 13 chẳng còn gì, mệnh trời xoay chuyển, đã có nơi, rồng vượt ao tù bay lên trời. Nguyên văn, bát cửu niên giang thủy dục suy, chí thập tam niên vô kiết di, giáo đầu thiên mạnh hữu sở quy, nê trung bằng long hướng thiên phi. Bài này ra đời từ năm Kiến An đầu, đến năm Kiến An thứ 8 thì vợ cả Lưu Cảnh Thăng mất, trong nhà sinh mầm loạn, đó chính là bắt đầu suy. Đến câu chẳng còn gì là ý nói Cảnh Thăng sắp mất, các quan văn võ tán loạt, mỗi người một nơi, chẳng còn ai cả. Còn những tiếng mệnh trời có nơi và rồng bay lên trời chắc là ứng vào tướng quân đấy thôi. Huyền Đức nghe nói giật mình tạ rằng, bị đâu dám tự nhận như thế. Thùy Kính khuyên, hiện những tay kỳ tài thiên hạ đều ở vùng này cả, tướng quân nên đi tìm mà cầu lấy. Huyền Đức vội hỏi, những bậc tài ấy ở đâu, là những ai vậy thưa tiên sinh? Thùy Kính trầm ngâm rồi gật gật đầu nói, trong hai tay Phục Long, Phượng Sầu mà cầu được một thì có thể an định thiên hạ. Chú thích, Phục Long. Phục Long tức là Ngọa Long, nghĩa là con rồng nằm. Phượng Sầu, nghĩa là con phượng non. Như thế, rồng hẳn hơn phượng. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Phục Long, Phượng Sầu là những ai? Thủy Kính không đáp, chỉ vỗ tay cười lớn. Tốt, tốt lắm. Khi Huyền Đức gắng hỏi thêm, thì Thủy Kính nói lãng. Thôi, trời đã tối, mời tướng quân hãy tạm nghỉ đây một đêm, sáng mai sẽ lại nói chuyện ấy. Rồi gọi ngay tiểu đồng bày cơm rượu thết đãi, dắt ngựa vào vườn sau cho cỏ thóc. Huyền Đức ăn uống xong, vào nằm nghỉ trong gian phòng cạnh thảo đường. Nhưng mãi nghĩ ngợi về những lời bí ẩn của Thủy Kính cứ quanh quẩn chập chờn không ngủ yên. Vào khoảng canh khuya, bỗng nghe tiếng một người gọi cửa, bước vào, rồi có tiếng Thủy Kính hỏi, Nguyên Trực ở đâu tới? Huyền Đức ngồi dậy rón rén rời khỏi giường thì nghe thấy tiếng người ấy đáp rằng, từ lâu nghe tiếng Lưu Cảnh Thăng yêu thiện ghét ác nên vừa rồi tôi tìm đến, nhưng khi hội kiến rồi tôi mới biết ông ấy chỉ có hư danh. Thì ra yêu người thiện nhưng không biết dùng, ghét cả ác mà không gạt bỏ nổi, vì thế tôi viết mấy dòng để lại từ biệt rồi tới đây. Có tiếng Thủy Kính nói,
Ông có tài vương tá nên chọn chúa mà thờ chứ, sao lại khinh thân tới yết kiến cảnh thăng làm gì? Này, anh hùng hào kiệt, chỉ gần ngay trước mắt đây mà ông không biết đấy thôi. Người ấy nói, tiên sinh dạy phải lắm. Huyền Đức nghe lọt câu chuyện như thế, mừng rỡ nghĩ thầm, người này hẳn là Phục Long Phượng Sầu đây, muốn ra gặp mặt ngay nhưng lại sợ đường đột quá. Đợi đến sáng ngày, Huyền Đức mới ra mắt Thủy Kính rồi hỏi, người đến đây đêm qua là ai vậy? Ông bạn tôi đấy. Huyền Đức xin cho hội kiến, nhưng Thủy Kính nói, ông ấy đang tìm một vị minh chúa và đã đi phương Bắc rồi. Huyền Đức xin biết họ tên người ấy, Thủy Kính không đáp, chỉ vỗ tay cười, hay, hay lắm. Huyền Đức lại hỏi tên thật của Phục Long Phượng Sầu, nhưng Thủy Kính cũng vẫn không cho biết, chỉ một mực vỗ tay cười, tốt lắm, tốt lắm. Huyền Đức bèn ngỏ lời bái thỉnh Thủy Kính xuất sơn giúp mình, cùng phò nhà Hán. Thủy Kính nói, một kẻ đã quen lười biếng nơi sơn giả thì không thể kham việc đời được nữa, rồi sẽ có người tài gấp 10 tôi tới giúp ngài, ngài nên đi tìm lấy. Còn đang trò chuyện, bỗng nghe ngoài trang có tiếng người kêu ngựa hí xôn xao, rồi tiểu đồng vào báo, có một vị tướng dẫn vài trăm người đang kéo vào trại. Huyền Đức lo sợ, vội ra xem, thì ra là Triệu Vân. Huyền Đức mừng rỡ vô cùng, Vân xuống ngựa tới ra mắt rồi bẩm, đêm qua tôi về huyện không thấy chúa công, liền đi suốt đêm tìm hỏi khắp nơi, đến mãi tận đây, xin chúa công về ngay cho, vì sợ có quân tới đánh. Huyền Đức bèn từ giả Thủy Kính, rồi cùng Triệu Vân lên ngựa kéo quân về Tân Giả. Đi chưa được vài dặm, thấy ngay một đoàn quân kéo đến, thì ra là Vân Trường với Trương Phi. Mọi người gặp nhau mừng rỡ vô cùng. Huyền Đức kể lại việc vọt ngựa qua đàn khê, ai nấy đều cho là chuyện lạ. Về đến huyện lại bàn luận với bọn Tôn Càn. Tôn Càn nói, nên viết thư gửi Cảnh Thăng tố cáo ngay việc này. Huyền Đức nghe lời liền viết thư cho Tôn Càn đem tới Kinh Châu. Lưu Biểu nghe tin cho gọi Càn vào hỏi, ta mời Huyền Đức phó hội Tương Dương, có sao bỏ tiệc mà trốn? Càn trình lá thư lên, kể rõ việc Thái Mạo bày mưu ám hại, Huyền Đức nhờ ngựa vọt qua đàn khê mới thoát nạn. Biểu xem thư đùng đùng nổi giận, kiếp đòi Thái Mạo vào mắng, sao mày dám hại em ta, rồi thét vũ sĩ lôi ra chém đầu. Thái phu nhân nghe tin chạy ra khóc lóc kêu xin tha chết cho anh. Biểu vẫn chưa nguôi cơn giận, quyết không tha. Tôn Càn bẩm, nếu Minh Công gia hình thái tướng quân thì sợ Hoàng Thúc không thể ở đây được nữa. Biểu bèn mắng mạo thậm tệ đuổi ra, rồi sai con trưởng là Lưu Kỳ theo Tôn Càn qua tạ tội với Huyền Đức. Kỳ vâng mệnh cha đến Tận Giả, Huyền Đức thân ái đón tiếp, mở tiệc khoản đãi. Rượu nửa chừng, Kỳ bỗng nhiên ứa lệ. Huyền Đức hỏi vì cớ gì, Kỳ thưa, kế mẫu họ Thái thường có bụng mưu hại cháu, cháu chẳng biết làm sao cho thoát tai họa, xin phúc phụ chỉ giáo. Huyền Đức khuyên, cháu cứ ở trọn đạo hiếu, ác không lo gì. Hôm sau, Kỳ lao nước mắt từ biệt, Huyền Đức cởi ngựa tiễn ra khỏi huyện thành, nhân đó trỏ vào mình ngựa, bảo Kỳ, nếu không có người này, ta đã thành người chính suối. Kỳ nói, không phải nhờ sức ngựa mà được thế, chính nhờ hồng phúc của thúc phụ đấy. Dứt lời hai bên từ giả, Lưu Kỳ sụt sùi khóc mà về. Huyền Đức đang quay ngựa về thành, bỗng thấy một người áo vải khăn thưa, thắt lưng thâm, giày mỏ quạ, vừa hát vang vừa đi tới, hát rằng, trời đất lỡ lông hề, lửa sắp tàn, nhà to sắp sụp hề, một cột khôn ngăn, núi sâu có người hề, muốn theo minh chúa cầu hiền hề, chẳng biết ta chăng. Nguyên văn, thiên địa phản phúc hề, hỏa dục tồ, đại hạ tương băng hề, nhất mộc nan phù, sơn cốc hữu hiền hề, dục đầu minh chúa cầu hiền hề, khước bất tri ngộ. Huyền Đức nghe lời ca, thầm nghĩ, người này phải chăng là Phục Long Phượng Sầu mà Thủy Kính đã nói, bèn xuống ngựa tới chào, mời về huyện nha, rồi hỏi họ tên. Người ấy nói, tôi vốn người Vĩnh Thượng, họ Đan, tên Phúc, từ lâu nghe sứ quân ngạp sĩ chiêu hùng, vẫn muốn đương nhờ mà chưa dám đường đột, nay đi rong giữa chợ hát mấy câu, mong lọt tai ngày vậy. Huyền Đức rất mừng, đãi làm thượng khách. Đan Phúc nói, con ngựa sứ quân vừa cưỡi đâu rồi, xin cho xem lại một chút. Huyền Đức sai người tháo yên, chắc ngựa vào dưới thềm. Đan Phúc xem ngắm rồi nói, đây là con đích lưu chứ gì, nó tuy là ngựa thiên lý nhưng phải cái tướng hạ chủ, thật không nên cưỡi. Huyền Đức nói, đã ứng nghiệm rồi đấy. Bèn kể lại việc vọt ngựa qua đàn khê. Đan Phúc nói, đó là cứu chủ nhưng phải hại chủ, rồi sau này thế nào cũng hại một chủ, vậy tôi hiến phép này có thể giải được cái hại, xin cho nghe cái phép giải ấy.
Ngài nghĩ xem, có oán giận ai là thù địch với mình thì đem ngựa này mà cho, đợi khi đã hại người ấy, ngài sẽ lấy về mà cưỡi, thế là khỏi lo nữa. Huyền Đức nghe nói, biến sắc mặt nói, ông mới tới đây, chưa dạy ta điều chính đạo, đã khuyên ta làm việc lợi kỷ hại nhân, ta thật không dám nghe lời. Đan Phúc liền vui vẻ ta rằng, trước đây vẫn nghe đồn sứ quân là bậc nhân đức, lòng còn chưa tin, nay nghe lời này mới thật chắc chắn. Huyền Đức cũng đứng dậy nói, bị này đâu có nhân đức thấm đến người như thế, còn mong tiên sinh dạy bảo cho nhiều. Phúc nói, tôi từ Vĩnh Thường tới đây, nghe nhân dân Tân Giả hát rằng, Tân Giả có quan mục, là ngài Lưu Hoàng Thúc. Từ khi tới đất này, nhân dân được phong túc. Nguyên văn, Tân Giả Mục, Lưu Hoàng Thúc, tự đáo thử, dân phong túc. Xem thế đủ biết sứ quân nhân đức thấm đến lòng người. Huyền Đức bèn bái Đan Phúc làm quân sư để rèn luyện quân mã. Nói về Tào Tháo, từ ngày dẹp Ký Châu về Hứa Đô, thường có ý chiếm Kinh Châu, nên trước sai Tào Nhân, Lý Điển đem bọn hàng tướng Lã Khoáng, Lã Tường kéo 30,000 quân tới đóng Phàn Thành như hổ rình gian hán và dò thám hư thực. Bây giờ Lã Khoáng, Lã Tường bẩm Tào Nhân. Nay Lưu Bị đồn binh ở Tân Giả, chiêu quân mua ngựa, chứa cỏ tích lương, có chí không vừa, phải sớm trừ đi mới được. Hai chúng tôi từ khi về hàng thừa tướng chưa có tất công lao báo ân, vậy xin cho 5,000 tinh binh đi lấy đầu Lưu Bị về dân thừa tướng. Tào Nhân rất mừng, cho hai tướng họ Lã 5,000 quân đi đánh Tân Giả. Huyền Đức nghe thám mã phi báo, liền mời Đan Phúc vào bàn. Phúc nói, nếu thế thì đừng để quân địch kịp vào bờ cõi, nên cho Quan Công đem một cánh quân từ bên tả tiến ra, chặn ngang đoạn giữa quân địch. Dực Đức dẫn một cánh từ bên hữu tiến ra, chặn mặt sau của chúng, còn chúa Công thì đi với Tử Long, kéo quân ra đón mặt trước, thế là phá được giặc. Huyền Đức y kế sai Quan Trương kéo đi trước, rồi cùng Triệu Vân, Đan Phúc đem 2,000 quân mã ra đón sau thành. Khi chưa được vài dặm thì thấy sau núi bốc mùi mịt mù, Lã Khoáng, Lã Tường kéo quân đến nơi, hai bên liền dàn trận. Huyền Đức giục ngựa ra dưới cờ gọi lớn, kẻ nào dám tới phạm bờ cõi ta đó. Lã Khoáng nhảy ngựa ra nạt, đại tướng Lã Khoáng đây, ta phụ mệnh thừa tướng tới bắt mày. Huyền Đức nổi giận, sai Triệu Vân ra đánh. Hai tướng giao phong chưa đầy hai hiệp, Vân đã đâm Khoáng một giáo chết lăn. Huyền Đức phất cờ xua quân đánh giết, Lã Tường chống không nổi kéo quân chạy trốn. Đang chạy, bỗng một cánh quân từ bên đường đổ ra, viên đại tướng đi đầu chính là Quan Vân Trường, đánh giết một trận kịch liệt, quân Tào chết mất quá nửa. Lã Tường cướp đường chạy thoát, nhưng chạy được 10 dặm lại đụng phải đoàn quân nữa, chèn mất đường. Vị đại tướng dẫn đầu dựng xà mâu quát lớn, Trương Dực Đức ở đây, rồi sấn tới đâm Tường. Tường trở tay không kịp, bị Trương Phi đâm một mâu trúng ngực, chết quay lăn xuống chân ngựa. Quân giặc bỏ chạy tứ toán. Huyền Đức hợp ba quân làm một, đuổi đánh riết, bắt sống được quá nữa, rồi ban sư về huyện trọng đãi Đan Phúc, khao thưởng ba quân. Những quân Tào chạy thoát, về ra mắt Tào Nhân cấp báo rằng, hai tướng họ Lã bị giết cả, quân sĩ phần lớn bị bắt sống. Tào Nhân hoảng sợ bàn với Lý Điển. Điển nói, hai tướng coi thường địch đã bại vong, giờ chỉ nên án binh bất động, rồi báo thừa tướng xem đem đại binh tới tiểu trừ ấy là thượng sách. Tào Nhân nói, không được, hai tướng đã tử trận, lại hao mất quá nhiều quân mã, thù này phải báo ngay, mà đất Tân Giả chỉ là một hòn đạn cỏn con, cần gì phải phiền đến đại binh thừa tướng. Lý Điện nói, Lưu Bị chính là tài nhân kiệt, không thể coi thường. Sao ông nhát thế? Không phải tôi hèn nhát, nhưng binh pháp có dạy rằng biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đánh thì tôi sẵn sàng, nhưng chỉ sợ không thắng nổi thôi. Nhân nổi giận, ông hai lòng chăng? Ta phải bắt sống Lưu Bị mới được. Nếu tướng quân đi đánh, tôi xin giữ Phàn Thành. Ngươi không chịu đi cùng, chính là ngươi hai lòng rồi đấy. Lý Điện bất đắc dĩ phải theo Tào Nhân, cùng điểm 25,000 quân mã qua sông tới đánh huyện Tân Giả. Đó chính là tham công kỳ tướng phơi thay nhục, tức khí nguyên nhung rửa hận thù. Chưa biết Tào Nhân có chiếm được Tân Giả hay không, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hồi này là hồi mở đầu cho việc Huyền Đức cầu Khổng Minh, Khổng Minh gặp Huyền Đức vậy, sắp sửa tả cảnh thảo lưu của ông Gia Cát ở Nam Dương, nên tả trước cảnh trang viện của Thủy Kính ở Nam Chương để dẫn ra. Trước khi Khổng Minh làm quân sư cho Huyền Đức, đã có Đan Phúc làm quân sư để dẫn ra. Hồi trước có Ngọc Long Kim Phượng, hồi này có Phục Long Phượng Sồ. Hồi trước có một chim sẻ, một cái đài, hồi này có một phượng, một rồng, ấy cũng là hồi trước gây mối cho hồi này vậy. Cuối cùng một phượng, một rồng chưa được nói rõ là ai, không những Thủy Kính không chịu cho biết rõ tên họ của rồng, của phượng, mà đến Đan Phúc cũng không chịu khai rõ tên thật của mình.
Hai tiếng bàn thống đã từ miệng đồng tử nói ra giữa đường mà Huyền Đức không biết người đó chính là Phượng Sầu. Hai tiếng nguyên trực đã được Thủy Kính gọi lên lúc đêm khuya mà Huyền Đức vẫn không biết người đó chính là Đan Phúc. Thật là ẩn ẩn hiện hiện như người đẹp sau rèm châu, không chịu xuất diện toàn thân, chỉ lộ nửa mặt hoa khiến cho người ta rạo rực tâm thần. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng biết làm sao, đến khi ba tiếng Gia Cát Lượng thì trọn hồi không đã động đến. Người ta có cảm tưởng như đứng cách tường thoảng nghe chuỗi vàng chuỗi ngọc chạm nhau, thấp thoáng thấy nửa mặt hoa mà không được giáp mặt người đẹp. Dùng thần hư bút như thế thật là án diệu văn vậy. Triệu Vân ở Hội Tương Dương từ trong thành chạy ra Đàn Khê rồi liên tiếp chạy đi tìm Huyền Đức mà không thấy. Tình thế thật là gấp thay. Nếu Trương Phi ở vào cảnh ấy ắt đã đâm Thái Mạo một xà mâu. Nếu phải Vân Trường thì dù không giết cũng phải túm lấy đầu Thái Mạo lôi đi tìm và bắt đền anh kỳ được. Chứ đâu chịu buông cho yên thân mà về như thế. Thế mà Tử Long thì chỉ biết lo tìm kiếm, tìm trong thành, ngoài thành, bờ khe không thấy, lại quay về Tân Giả. Vì Tân Giả không thấy Huyền Đức lại tìm khắp nơi cho đến Nam Chương. Ba tướng cùng trung dũng như nhau, nhưng Tử Long quả là người cực kỳ thận trọng và tinh tế. Người nào có tính cách riêng của người ấy, chẳng ai giống ai vậy. Huyền Đức thấy thịt đùi lại mọc mà than thở, cử chỉ sao mà hùng tráng thế. Hồi này trên đường đến Nam Chương gặp đứa bé chăn trâu thổi sáo ung dung đi tới lại than rằng đời mình thật không bằng nó, thì chẳng hóa ra chán cuộc phải vùng rồi sao. Tuy nhiên trên lưng ngựa thật nguy nan, trên lưng trâu thật đủng đỉnh, roi ngựa dài lật đật, ống tiêu ngắn thanh nhàn, thà ngồi lòng đồng vất vả nửa đời chinh chiên lao khổ sao bằng người xõa tóc nhàn du nơi núi rừng cao dòng hát nghêu ngao bên khe suối lấy thú tiêu dao làm thích chí. Thế là bôn ba tranh thắng như Huyền Đức đã không bằng, mà chuốc lấy cái chết như Bàn Thống cũng không bằng, cung cúc tận tụy như Khổng Minh cũng không bằng nữa. Cho nên Thủy Kính tiên sinh thà chết già ở núi rừng Nam Chương chứ không chịu ra kham việc đời vậy. Huyền Đức vừa qua cơn sóng gió còn thét, bỗng nghe tiếng sáo vi vu êm dịu của thằng bé chăn trâu, rồi nghe tiếng đàn giật diều thánh thoát của vị ẩn sĩ. Tùng trúc xanh hương trà ngát thoảng, vừa thoát ra chỗ sấm rang chớp giật bỗng đến chỗ thạch bàn yên tĩnh, hương trà ngát thoảng. Vừa kinh tâm, tán đẫm mà bỗng được tĩnh khí nhàn thần, thì có khác gì qua nơi nhược thủy vào ngắm cảnh bồng lai, thoát nơi bể khổ mà vào chơi vườn lãng uyển. Có thể ngỡ rằng mình lạc vào giữa giới cảnh giới thần tiên vậy. Đến lúc canh khuya, nghe Thủy Kính với Nguyên Trực nói chuyện thì phảng phất như Vương Tích Tân, nghe tiếng tai mẹ chồng nàng dâu nhà tiên đánh cờ vậy, tuy nghe rõ từng tiếng mà không thể đoán ra làm sao, nghe được mà không hiểu được, chỉ lắng tiếng mà không trông thấy, không thể gặp, thật là huyền diệu thay. Thủy Kính thuật lại câu đồng giao của Tương Dương, nê trung bàn long hướng thiên phi, tức đã coi Huyền Đức là rồng. Trước đó Thái Mạo bịa ra bài thơ gán cho Huyền Đức cũng có câu long khởi trì trung vật, cũng là coi Huyền Đức rồng. Tô Cẩn làm bài cổ phong Đàn Khê cũng có câu ba trung hốt kiến sông long phi, lại cố ý nói vị chân chúa như Huyền Đức là một con rồng, còn Tuấn Mã Đích Lư cũng là một con rồng nữa. Tuy nhiên cũng chỉ biết vị chúa như rồng có con ngựa như rồng để cứu mình, mà không biết vị chúa như rồng không thể thiếu một kẻ sĩ như rồng để giúp mình. Nào rồng trong bùn nước, rồng giữa sóng gió, rồng nằm ao cạn, đã kể ra vô số chữ rồng đó, rút cuộc chỉ để dẫn ra một người là rồng nằm, tức là Phục Long vậy. Thủy Kính tiến cử Phục Long Phượng Sầu với Huyền Đức mà lại không chịu nói rõ rằng hai người đó là ai. Tiến cử như vậy cũng như chưa tiến cử, nhưng tiên sinh không nói ra mà thực là cao thâm hơn cả tiến cử rõ ràng. Vì sao thế? Vì rằng người trịnh trọng mà nói ra không được trịnh trọng thì người nghe không biết là trịnh trọng. Phải làm ra vẻ trịnh trọng mà nói để thính giả biết rằng mình tiến cử rất đáng trịnh trọng lắm. Vì thế sau này mới có chuyện hết lòng tìm đến Thảo Lư, tức là Khổng Minh ba lần, và vì sao không dám coi thường mà để người tài lớn, tức là Bàn Thống, phải coi việc nhỏ trong vùng trăm dặm nữa. Vì thế tức là không dám để người hiện tài phải tủ nhục vậy. Xem đến chỗ Huyền Đức gặp Nguyên Trực, tức là Đan Phúc sao mà văn tự uyển chuyển khúc chiết thế, khi ở trang viện Thủy Kính hai bên không hề gặp mặt. Thủy Kính nói chuyện với Nguyên Trực không hề đã động tới Huyền Đức. Sáng hôm sau, nói chuyện với Huyền Đức tiên sinh lại không hề nhắc đến Nguyên Trực. Khi Huyền Đức về Tân Giả, Nguyên Trực cũng không theo ngay sang ý kiến, cho mãi đến khi người dạo chờ Hắc Rông, người ngồi trên ngựa gặp gỡ rồi mới cùng về huyện nha. Độc giả xem đến đoạn ấy cứ tưởng hai người mới gặp nhau lần đầu mà lại cũng không hợp nhau mới lạ. Còn có việc coi tướng ngựa xảy ra như một làn sóng, một bên sắp thời chúa hãy thử lòng trước một chút xem sao. Khi đã rõ ý muốn thử nhau, hai bên mới vui vẻ hòa hợp. Thế mới biết người sơ suất vội vàng ắt không phải người giỏi.
Văn kể chuyện mà khinh suất vội vàng thì không phải là văn hay. Người đời nay biết tiểu thuyết mỗi khi thuật chuyện hai người gặp gỡ cứ vội kể chuyện hòa hợp dễ dàng ngay, thật không được uyển chuyển, khúc chiết như đoạn văn nói trên. Cho nên càng đọc tiểu thuyết đời nay càng thấy bộ Tam Quốc Chí là hay vậy. Các bạn vừa nghe xong hồi thứ 35 của bộ truyện Tam Quốc Chí diễn nghĩa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.